lũ vừa hạ xuống, mặt đường thảm nhựa của quốc lộ 49B đoạn qua xã Hưng Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã bị bong tróc ra từng mảnh. Đây là quốc lộ 49B nối trung tâm thành phố Huế với vùng ven đầm phá và ven biển, đồng thời là con đường kết nối với tỉnh Quảng Trị. Đoạn đường trên đây dài khoảng hơn 400 mét. Xe cộ qua lại đoạn đường này rất đông, chỉ một tiếng đồng hồ đã có hàng trăm xe đi qua, phải len lỏi giữa đống đổ nát để tìm đường đi. Ông Cao Văn Dữ, một người dân xã Hương Phong, sống cạnh con đường cho biết, khi nước lũ vừa rút hôm ngày 14 tháng 10, thì những mảnh vỡ đường nhô lên quá nguy hiểm, không ai dám chạy qua đoạn này. Nhiều người dân thắc mắc vì sao huyết mạch liên huyện, liên tỉnh được đầu tư quy mô mà chỉ gặp lũ là hư hỏng nặng. Ông Trần Viết Chức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Phong cho biết, đã liên hệ với Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế để kịp thời có phương án xử lý.